Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi phần thứ hai của chương trình bữa nay. Trên telephone, bác sĩ Đặng đương nói chuyện với một khán giả. Có câu hỏi đi cô. Còn một câu hỏi nữa là cái cổ nó nhức cái mỏi rồi đầu á, đâu nó nặng dễ sợ, hơi giống như là hơi chóng mặt có nhiều. Dạ. Cảm giác nó không khá là ngã qua sợ vậy đó. Dạ. Vậy nhưng mà không có sao cho mà nó cứ cảm giác là khi nó muốn ngã vậy thôi. Như vậy là cái gì đó bác sĩ hả? Dạ. Thiếu máu hay là cao máu hay là cái gì? Dạ đúng. Thì cái này tôi muốn nhắc lại cho quý vị, tại vì không có nghe offline nữa đó, thì tôi muốn nhắc lại một cái người bệnh nhân mà nói là đau nhức cái cổ, đau nhức cái vai, đau nhức cái chân, mà bây giờ nghe nói là bị chóng mặt luôn. Thì tôi đã nói cái người bệnh nhân này là trước nhất là mình phải cần đi gặp bác sĩ gia đình để cho người ta khám tổng quát, make sure là mình không có bị giống như là thiếu máu hay là bị cao máu hay bị yếu gan yếu thận hay là bị tiểu đường hay bị cao mỡ, để cái mấy cái này rất là quan trọng nha, chứ không phải chú ý về cái đau nhức không nha. Thì cái cô này cô nói cô đi bác sĩ gia đình rồi thì người ta khám người ta chưa thấy gì trơn á, thì lại khá là nếu mà mình không có bị bệnh gì khác hết trơn ngoài cái bệnh đau nhức thì bây giờ mình phải nghĩ tới tại sao mà cái cô này bị đau nhức cái cổ mà sao bị chóng mặt. Thì có khi là tại vì cái dây thần kinh của cái cổ nó bị đè nén, cái dây thần kinh nó làm cho mình bị tê tay tê cái cổ, có khi nó lên cái đầu nó làm cho nhức đầu nha. Thì tới mấy cái này thì có thể mình chụp hình mình thấy được cái cổ nó hay bị lợt hay là bị có gai nó đè nén dây thần kinh. Thì tôi khuyến khích cô này là nên đi gặp bác sĩ gia đình cho người ta chụp hình x-ray để coi người ta tìm thêm được cái bệnh gì khác cho cô không nha, chứ không phải là mình cứ uống thuốc không nha. Thứ hai đó là nếu mà mình tìm được cái lý do cái bệnh này đó thì có thể là người bác sĩ gia đình người ta sẽ giúp cho uống thuốc hay là cho đi vật lý trị liệu, nhưng mà không phải là vật lý trị liệu không, nhưng mà mình phải tự động mình tập lấy ở nhà nha, để cho cái bắp thịt mình như là cái đại khái là cái gân với mấy bắp thịt mình nó chắc lên để cho mình bớt cái đau trong cái tương lai của mình ha. Dạ. Do lại một phần nữa cô, cái bệnh mà chóng mặt đó rất là khó trị. Mỗi lần mà tôi có mấy người bác sĩ tai mũi họng mà họ lên đây đó là mấy chục người gọi vô, ai cũng hỏi làm sao mình trị cái chóng mặt và cái ù tai, hai cái đó rất là khó trị. Nhưng mà để tôi trả lời, bác sĩ David Đặng trả lời quá hay. Nhưng mà có một cái chuyện mà tôi quên nói tới đó là nếu mà cô thấy đó mà chóng mặt mà cô đi xây sẩm hoài đó thì có một lý do khác nữa là hai cái mạch máu trong cổ của mình, nó gọi là carotid. Hai cái mạch máu nó rất là bự. Nếu mà nó bị đóng mỡ, nó nghẹt đó, thì mỡ nó không, máu nó không lên được đó, thì nó có thể làm chóng mặt. Nếu mà cô đã đi bác sĩ tai mũi họng, cô đã đi tất cả mấy người chuyên khoa mà không kiếm ra được gì hết đó, thì có thể mình siêu âm được hai cái mạch máu đó. Nhưng mà nói thật đó, mấy cái người mà họ bị nghẹt hai cái mạch máu trong cổ đó là thường thường đàn ông mà hút thuốc lá. Thường thường đàn bà mà một tuổi của cô đó thì tôi nghĩ mà mình siêu âm nó sẽ không có ra cái nghẹt mạch máu nhiều. Nhưng mà nếu mà mình đã kiếm tất cả mấy cái người chuyên khoa mà không ai kiếm ra được gì hết mà vẫn còn thấy xây sẩm quá thì mình có thể làm cái siêu âm hai cái mạch máu cổ ha. Dạ. Dạ, ok. Kêu bác sĩ siêu âm hai cái mạch máu cổ hả bác sĩ? Dạ, nhưng mà cái đó là cái đó không cần làm liền. Giống như tôi đồng ý với bác sĩ David Đặng, mấy cái chuyện mà bác sĩ David Đặng nói rất là hay, làm mấy cái gì mà bác sĩ David Đặng làm trước, sau khi đó đó mà nó vẫn còn xây sẩm quá đó thì lúc đó mình có thể siêu âm hai cái mạch máu cổ ha cô. Dạ, mày muốn hỏi chắc chắn. Ví dụ những cái người mà nói ví dụ nó bị nghẹt cái mạch máu ở hai cái cổ. Dạ. Cái chóng mặt đâu có chóng mặt ít thôi bác sĩ, nó chóng mặt dữ lắm đó bác sĩ. Không phải, thường thường nếu mà nó nghẹt nhiều đó hai cái mạch máu trong cổ đó, mấy cái người đó đó lúc mà họ đứng lên, ngồi xuống, ho hay là họ đi bộ hay họ đi lên cầu thang đó, họ sẽ chóng mặt lắm. Là tại vì đó, nếu mà hai cái mạch máu mà nó nghẹt đó, thì lúc mà mình đi lên cầu thang đó, cái tim nó bơm máu lên đó, thì nó không có bơm lên đủ cho cái não bộ.
thành ra lúc đó đó sẽ thấy hơi mệt mà hơi chóng mặt. Nhưng mà tôi nói đó là thường thường đó, mấy cái người mà bị nghẹt mấy cái mạch máu trong cổ đó là mấy người mà đàn ông hút thuốc lá và nguyên đời cái mỡ cholesterol đó rất là cao, nghĩa là cái mỡ xấu LDL đó không có trị gì hết đó. Có rất nhiều người bệnh nhân của tôi mà từ Việt Nam qua 60 mấy 70 tuổi không có bao giờ uống thuốc cao mỡ, mà lúc mà tôi thử mỡ xấu LDL 180 chắc chắn, mà mấy người đó hút thuốc lá nữa, chắc chắn là mấy cái người đó là mấy cái mạch máu nó nghẹt. Nhưng mà nếu mà cô uống thuốc bên Mỹ, cô uống thuốc mỡ, mỡ thì tốt. Oh, nếu mà mỡ của cô mà cái mỡ xấu LDL, mỡ dạ, tốt hơn. Dạ, vậy rất tốt cô. Thành ra cái nếu mà cô nói cô không bao giờ uống thuốc cao mỡ mà cái mỡ xấu LDL nó tốt hơn, cái mỡ tốt HDL nó cũng tốt nữa, thì tôi nghĩ không có nghẹt hai cái mạch máu đâu cô. Dạ. Ok ha cô. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Xin chào cô. Ngay bây giờ một lần nữa tôi có bác sĩ David Đặng, chuyên khoa về rheumatology, dịch ra tiếng Việt Nam là phong thấp, đau nhức khớp xương rất là rộng rãi. It's hard to classify, right? Đúng. Nhưng mà cái hay nhất đó là nếu mà quý vị đau nhức, quý vị nên gọi vô lại tại bác sĩ David Đặng lên đây rất là hiếm. Bác sĩ David Đặng trong cộng đồng Việt Nam nói thật không có người nào mà chuyên khoa giống như bác sĩ David Đặng, thành ra chắc bác sĩ David Đặng phải làm việc chắc cũng 7 ngày một tuần ha. tối chắc cũng phải làm việc luôn ha. Dạ, tối thì có làm nhưng mà chắc weekend thì không có làm nha, đừng có gọi weekend giùm nha. So mình muốn nhắc cái cô này lại đó là bác sĩ đi lên trình nó rất là đúng, là tại vì nếu mà mình nghĩ cái đau nhức cái cổ mà chống về chống mặt đó, thì đúng có khi cái bệnh nhân không có biết là mình bị yếu tim hay mình bị nghẹt mấy cái mạch máu thì cái này mình phải cần đi gặp bác sĩ gia đình. Thì lúc nào mình phải nghĩ tới gặp bác sĩ gia đình trước, chừng nào người ta khám không thấy gì chẳng hết lúc đó người ta sẽ gửi cho mình đi bác sĩ chuyên môn. Cảm ơn bác sĩ. Yeah. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Hello, chào hai bác sĩ. Chào cô. Tôi tên là Tracy. Tôi năm nay 65 tuổi. Chưa có uống thuốc tiểu đường cao máu. Chưa thôi chứ không biết có hay không, tại vì tháng sau mới là check up. Nhưng mà hai tháng mai á, tôi trời nắng quá tôi không có ra ngoài tập thể dục quá. Ở nhà tập thể dục với cái chân cái đầu gối tôi bị chấn thương. Cho nên nó bị nhức ngay cái đầu gối. Và tôi cũng có uống thuốc Tylenol được khoảng tuần thì nó bớt, nhưng mà tôi vẫn đi tập thể dục nửa tiếng đồng hồ một ngày. Như vậy có ảnh hưởng gì hay không bác sĩ? Dạ, thì cái này không biết là cái cách cô tập đó là sao nha cô. Mới là mình nghĩ tới tập thể dục đó, thì mình phải nghĩ tới là cái tập thể dục tới cái khả năng của mình thôi nha. Rồi nếu mà mình bây giờ mình chưa có tập lần nào chứ thì bắt đầu mình tập chừng 5-10 phút thôi. Rồi xong mình tăng lên từ từ. Tuy nhiên nếu mà mình đã tập lâu dài rồi đó, mình tập cả năm rồi đó, thì cái khi mình tập được 1 tiếng, 2 tiếng, no problem nha. Hình như có mấy người ta nói tại sao mà tôi tập thể dục tôi bắt đầu đau thì bây giờ tôi có nên tiếp tục tập không? Thì nếu mà mình đau thì mình sẽ bớt lại dùm, là tại nếu mà mình bị đau nó là một cái signal của cái người mình nói là cái mình đang bị injury, mình đang bị tai nạn vô cái khớp xương. Hay chứ nếu mà mình đau thì mình nên bớt xuống nha. Hay chứ không phải là cô hỏi bây giờ nó đau nhất cái đầu gối thì tôi phải cần làm sao, thì thứ nhất á, cô phải cho biết là cái chỗ đau của cô nó nằm ở đâu, để cho mình biết là cô đau lý do tại sao, mà lúc đau là tại vì cô tập thể dục không, hay là tại vì cô đau every time, all the time nha. Nhưng mà tôi thấy là hình như có cái cô cô giữ telephone ha. Bác sĩ David sẽ tiếp tục hướng dẫn cô. Nhưng mà ngay bây giờ tôi phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại mà bảo trợ cho chương trình này.